Vâng, xin chào toàn thể anh em thân mến. Thì lại quay trở lại với anh em. Thì Lay Kinh Ập Audio có mang đến cho anh em một dòng dây. Đấy, dòng dây quét mình đã từng giới thiệu rồi. Nhưng hôm nay mình giới thiệu cho anh em là mình DIY rắc carbon rồi nha. Mỗi lần là mình DIY các rắc khác như WBT. Thì hôm nay mình DIY rắc các mạng carbon vào cho anh xem. Anh xem này. Mạng Intox nha. Đấy, mạng carbon. Đây, nguyên một cái rác này của mình hiện tại đang bán 80.000 một cái nha anh em nhá. 80.000 một cái rác carbon. Đấy, xịn luôn. Đấy, thì bộ dây này mình hiện tại mình đang để với giá là 700.000. Đấy, 700.000 một bộ. Đấy, cho anh em chơi cực ok luôn. Ở đây thì mình có một bộ dài này. Đấy, rất là dài luôn. Đây là hàng khách mình đặt nhá. Thì hàng này mấy mét nhỉ? Chắc là tầm 5-6 mét hay sao ấy. Đấy, thì cái dòng quét này ấy, thì anh em đảm bảo yên tâm là khi kể cả dây dài, dây tín hiệu dài, thì khi truyền tín hiệu sẽ không bị ảnh hưởng. Đấy, không bị ảnh hưởng như suy sụt tín hiệu hay là nhiễu. Đấy, anh em yên tâm, bởi vì cái dòng này nó có cái lớp chống nhiễu rất là tốt. Đấy, chống nhiễu rất tốt. Đấy, à, quay kỹ cho anh em xem này. Vỏ lớp chống nhiễu rất tốt, thế nên là cái độ mà chuyển tín hiệu của nó thì nó chi tiết và cực đảm bảo luôn. Đấy, thì có nhiều anh em hỏi ấy, thì bên em có loại dòng dây AV nào rẻ rẻ tiền không? Thì thật sự với anh em là bên mình bán hàng rất đẳng cấp và rất là chất. Thế nên là dây rẻ nhất của bên mình ấy là cái dây bãi Hitachi 250.000 một cặp. Đấy, dây bãi dây hai lõi. Đấy, còn cái loại dây bốn lõi, dây bốn lõi thì là 300.000 đấy một cặp như này. Đấy, thế nên là nhiều anh em hỏi ấy, mình cũng có loại dây đây, dây như thế này đấy, nhưng mà mình không dám bán cho khách, cái này mình chỉ tặng cho khách thôi. Đấy, ví dụ khách mua hàng của mình thì mình tặng cho khách thôi chứ mình không dám bán, bởi vì cái hàng này nó chất lượng gọi là tạm thôi, để mà nói để mà anh em chơi chuyên nghiệp thì nó không ok. Gọi là chơi theo gia đình mình cắm, gọi là bừa cắm tạm thôi. Còn đấy, như anh em thấy đây này. Đấy, Mark Intox nha, London. Các cái dòng toàn dòng cao cấp thôi. Thế là những cái dây này mình không dám bán cho khách, thì em tặng thôi. Đấy, thế nên là anh em nếu mà cần dây ấy, thì mình nếu mà để giá mềm thì mình vẫn khuyên anh em dùng loại Hitachi này. Đấy, bốn lõi nó vừa đảm bảo chất lượng rồi, đều ba giải này. Đấy, lại còn rất chi tiết luôn. Đấy, dây chỉ rất tốt. Đấy, còn nếu mà tầm cao thì như con Mark Intox này, dùng dây Mark Intox hoặc là dây quét này. Đấy, dây WBT của Đức cũng được. Đấy, các loại dòng bắt đầu cao rồi. Nếu mà anh em mà có gì thắc mắc hoặc là đặt hàng đấy, muốn mình tư vấn thì cứ liên hệ với số điện thoại 0963411622. Đấy, mình sẽ tư vấn cho anh em dòng dây nào hợp với bộ dàn của mình, cũng như là dòng dây nào hợp với túi tiền anh em. Đấy, chơi sao cho nó chất. Đấy, cho nó đảm bảo. Đấy, thế nhá. Thế xin phép anh em mình dừng video tại đây. Xin chào toàn thể mọi người.